Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta đã bước vào mùa chay và hôm nay Chúa Giêsu nói với tất cả những người đi theo Chúa, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Chúa nói những người theo Chúa thì cũng phải giống như Chúa đã nói rằng con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Theo Chúa thì cũng phải giống như Chúa. Vậy thì muốn theo Chúa, muốn giống như Chúa thì phải từ bỏ. Đây là một điều mà rất nhiều người có thiện chí nhưng không làm được. Người ta ước muốn nhiều nhưng không thành hiện thực bởi vì người ta không sẵn sàng từ bỏ. Và để từ bỏ thì cần phải có một cái hành trình. Từ bỏ từng cái một. Có khi từ bỏ những cái bên ngoài. Nhưng điều mà Chúa Giêsu nói thẳng vấn đề hôm nay đó là từ bỏ chính mình. Phải từ bỏ chính mình. Bởi vì không từ bỏ chính mình thì chúng ta không thể vác được thập giá của Chúa. Bởi vì khi người ta còn bám lấy bản thân thì người ta không thể nào chấp nhận những thách đố. Đây là một cái điều hiển nhiên. Vậy thì từ bỏ bản thân nó phải là một cái hành trình cho chúng ta. Bởi vì để theo Chúa phải từ bỏ thôi. Chúng ta cũng nhìn thấy những người bước theo Chúa, bắt đầu những môn đệ đi theo Chúa phải từ bỏ. Từ bỏ công việc, từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả những thú vui, từ bỏ tất cả những phương thế mà họ đang bám víu vào. Nhưng cái quan trọng nhất là từ bỏ chính bản thân. Điều này không phải dễ. Nhưng mà đôi lúc người ta sẽ cảm giác là từ bỏ thì mình mất rồi còn gì nữa. Mất hết rồi còn gì nữa. Nhưng ở đây không phải từ bỏ để từ bỏ, mà từ bỏ để theo Chúa. Và khi theo Chúa thì chúng ta thấy chúng ta không mất bản thân đâu. Bởi vì theo Chúa thì Chúa làm cho chúng ta được nên tốt lành hơn. Và có thể nói rằng chúng ta trở nên chính mình hơn. Cho nên thưa anh chị em, để có thể vác thập giá, chúng ta phải sẵn sàng. Cho nên khi mà những điều mà giáo hội dạy, chúng ta phải biết hãm mình, hy sinh. Đó không phải là cái điều gọi là đích điểm của chúng ta. Không phải chúng ta hướng tới những chuyện hy sinh hãm mình để mà hãm mình, để mà chứng tỏ là mình có khả năng này khác. Không. Tất cả điều ấy chỉ để cho chúng ta sẵn sàng vác thập giá Chúa hơn. Có từ bỏ, có hy sinh, có hãm mình thì chúng ta mới sẵn sàng vác lấy thập giá của Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta không thành công vì chúng ta chưa biết từ bỏ. Và chưa có những gọi là những cái chặng đường, những giai đoạn để chúng ta phải từ bỏ. Đầu tiên có thể là từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những cái điều xấu. Rồi chúng ta thấy phải tập những điều tốt, làm những điều tốt. Nó phải có những bước. Và vậy cho nên cần có những người hướng dẫn thiêng liêng là thế. Để từ bỏ cần phải có những người hướng dẫn, bằng không có những người hăng hái quá, có những quyết tâm quá lớn, người ta không làm được. Hay có những người không hề có quyết tâm, cứ cảm nhận rằng mình đã sẵn sàng, mình đã thiện chí, mình đã tốt lành. Tất cả những điều đó sẽ làm chúng ta đi lạc vào trong những cái lối mòn, hay lạc vào trong những con đường mà nó không phải là con đường đích thực. Vậy thì thưa anh chị em,
Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ bản thân. Chúng ta phải nhìn về Chúa, hướng về Chúa. Ngài cũng đã phải vác lấy thập giá của cuộc đời, và vác lấy cả thập giá của chúng ta, thì chúng ta cũng phải viết vác lấy thập giá của mình, không phải là vác thập giá của người khác đâu, và thập giá của chính mình. Mỗi người có một thập giá riêng, không ai giống ai. Và vác thập giá, chúng ta phải nhìn về Chúa Giêsu để chúng ta thấy Ngài đang bước đi rồi. Và khi chúng ta cần thì chúng ta có thể thấy Ngài đang hướng dẫn chúng ta, và chính Ngài là sự trợ lực của chúng ta. Thì thập giá đem lại cho chúng ta sự sống. Đây là một cái điều mà chúng ta phải khám phá ra. Không phải thập giá chúng ta nhìn bên ngoài nó như là một gánh nặng đè bẹp cuộc đời chúng ta, nhưng thực sự thập giá lại ban cho chúng ta sức sống và sự sống. Không phải chúng ta vác thập giá với tinh thần của người nô lệ, bị áp đặt, bị bắt buộc phải chịu. Có lẽ có những điều nó xảy đến với chúng ta mà chúng ta không mong chờ, và chúng ta có cảm tưởng như đó là một thứ gánh nặng, nó đè bẹp cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta biết nhìn đấy là thập giá mà chúng ta sẵn sàng bước đi, thì lúc đó thập giá lại trở nên cái phương tiện để chúng ta lướt thắng được mọi sự khó khăn. Lời mời gọi hôm nay, trước tiên để có thể vác thập giá, cần phải từ bỏ. Muốn từ bỏ, chúng ta phải tập từ bỏ. Ngày hôm nay tâm lý học, người ta cũng đã khám phá ra rằng những ai không biết từ bỏ thì người ta sẽ không thể tiến được. Và cuộc sống của ta nó sẽ đầy dẫy những thách đố và khó khăn thêm. Như Scott Peck đã nói, thay vì dùng những từ hãm mình thì ông dùng một cái từ có tính cách chuyên nghiệp, đó là đình hoãn những khoái cảm. Bớt những ham muốn, bớt những hưởng thụ đi, để mình biết hy sinh hãm mình. Lúc đó mình có khả năng đối diện với những thách đố của cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Thập giá là thế. Chúng ta đón nhận những thách đố trong cuộc sống một cách dễ dàng vì chúng ta sẵn sàng. Vậy thì hôm nay trong những ngày mùa chay, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ. Hãy từ bỏ để chúng ta có được một sức mạnh mới. Hãy từ bỏ để chúng ta có thể bước đi theo Chúa, và bước đi theo Chúa, chúng ta được ban sự sống mới. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức được một cái nhìn mới về thập giá, đó như là một phương thế đem đến sự sống, và chúng ta có thể thắng vượt được tất cả mọi khó khăn. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé để chúng ta có thể vươn lên và thực hiện được những điều lớn lao hơn. Amen.